bên phải này thì chúng ta thêm cái phần assign new unit hai cái thẻ ở đây. Trong các thẻ đều có thẻ A, thẻ IMG. Và chúng ta sẽ có cái style cho nó, assign new được bằng width bằng 33, close left, assign new unit. Thì A, thẻ A thì display block width 94%, padding left là 9 pixel. Xong chưa? Rồi, tiếp tục nhá. Đây là làm nốt cái phần này cho hai cái thẻ này. Thì bây giờ chúng ta làm nào? Copy nốt cái new title này lên. Copy cái này. Vớt xuống dưới cái thẻ A. Tương tự ở dưới cũng vậy. Giời ơi, trông kinh này. Cứ ném vào đi. Và chúng ta xem là nó có vấn đề gì. Biết vì sao nó bật to như thế này không? Bởi vì nó tìm thằng relative. Đúng không? Bởi nó tìm thằng relative. Lúc nãy ở trên kia chúng ta có cái thẻ new title này là tìm relative. Ở trên chúng ta có cái assign new unit này. Đâu nhỉ? Ở đây đây. Main menu. Cái thẻ menu này nó có cái relative đúng không? Giờ các bạn thử cho tôi một phát như này nhá. Assign new unit này, thêm class relative vào. Thử trong đầu nhá. Tôi nhớ là chúng ta hình như có một cái thẻ tên là relative. Và có một class tên là relative. Đó. Về chưa? Rồi. Nhưng mà vẫn lỗi. Hả? Width cái gì mà width? Sao? Cái ảnh này có 94% thôi mà. Bây giờ sao? Không. Hả? Chỉnh cái gì cơ? Deep mờ mờ chỉnh như nào? Bạn định chỉnh như nào? Bottom rồi, bottom nó sát bottom rồi đấy. Chỉnh cho cái top và cái left và cái right nó cách xa ra một tí là được. Thử nhá. Không, đúng rồi, của cái thẻ này này. Đây nhá, chúng ta thử tí nhá. Đây new title này đúng không? Đang absolute đây đúng không? Đây chúng ta sửa lại thành left bằng 5 pixel. Vừa vào chưa? Tăng lên này. 9 pixel. Được chưa? Right. 10 pixel đi, cho xí. Đúng 10 pixel luôn.
top à quên nhầm bottom bằng 3 pixel đẩy lùi lên. Đẹp chưa? Đấy, có thế thôi. Thì cái chúng ta sẽ có cái new title này đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau này. Assign new unit. Copy assign new unit trỏ đến new title. Sẽ có gì? Left bằng 9, right bằng 10, bottom bằng 3. Xong. Đẹp chưa? Nhớ thêm cái class relative vào trong cái thằng new unit nhá. Thì code được 200 hơn 200 dòng CSS rồi. Nhiều phết. Không chưa? Xong nhá. Tiếp nha. Tiếp phần hai cái ảnh ở dưới tính sao? Đây, hai cái ảnh này. Quá dễ luôn. Hai thằng kia có làm được hai thằng này, chẳng có gì. Giờ tôi thích làm UL được không? Rồi làm UL nhá. Chúng ta cùng làm UL với cái này. Ở trên này chúng ta có menu. Đây chúng ta có cái hot new này đúng không? Chính là cái hai cái thẻ ở trên kia đúng không? Đây giờ đây chúng ta để một cái thẻ UL. UL là bottom new class. Có bottom new. UL và LI. Bottom new. Ở trên này chúng ta có hai thẻ LI.
Trong LI này chúng ta sẽ có thẻ A đúng không? A thăng này. Sau đó là ở đây lại một cái IMG. IMG bằng đi lấy hai gạch này về nhá. Đấy, giống vậy thôi. Giống y xịt kệt mấy thằng ở trên. Các mỗi gạch. Nhìn sợ vậy. Đấy các bạn thấy không? Cái ảnh ở hai thằng dưới ấy, cái tỷ lệ nó rất là khác. Các bạn nhìn thằng trước này, ảnh trước này. Tỷ lệ nó là hình chữ nhật đúng không? Nhưng mà cái chiều dài nó không quá cách biệt so với cái chiều rộng và cái chiều cao. Nhưng mà các bạn nhìn hai thằng sau này, gần như nó dài gấp đôi luôn. Tỷ lệ do cái ảnh nó khác. Được chưa? Cho nên phần này chúng ta upload lên thì phải có một cái ảnh khác. Đây là ảnh gì phải không biết? Ảnh này là ảnh gì? Vòng hoa. Vòng hoa. Rồi một cái vòng hoa. Cái này là cái gì? Mix đồ. Nhân số đi. Kiểm tra này. Lấy về này. Đây là ảnh gì không biết? Gái. Rồi. Bây giờ chúng ta nhét cái ảnh vòng hoa vào đây. Public sược image sược vòng hoa chấm jpg. Ở dưới này chúng ta cũng copy cái đấy và thay cái ảnh, thay cái tên ảnh thành cái chấm jpg. Nhắc không? Không nhớ rồi. Bây giờ tôi đến ngãng rồi nên là ai nói gì tôi cũng cảm giác như là rồi. Từ buổi sau chúng ta cứ 2 giờ học nhá. Hả? Không muốn hơn nửa tiếng. Bởi vì không phải thích. Tôi di chuyển từ bên kia sang bên này nó mất thời gian. Như bình thường mấy tuần đầu chúng ta học thì tôi chưa phải đi dạy ở bên kia. Cho nên là tôi cứ là tà tà từ nhà tôi lên đây thôi. Có hôm tôi lên sớm được. Xong chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục nha. Xem. Xong rồi thì xem.
xem xong rồi xóa. Đây, đây là hai cái ảnh của chúng ta, vẫn hai dấu chấm này, được chưa? Bây giờ sao, làm nào để hết hai dấu chấm nào? UL bottom new đúng không? Rồi B viết tiếp vào đây à? Đừng dại thế nhá, đưa vào đây, đâu rồi? Chúng ta đang có cái tôi nhớ là chúng ta đây 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 đây, đây, đây. Không phải cái nào nhỉ? UL đây, chúng ta đang có cái NAUL này đúng không? Nó viết tiếp vào đây, UL có class là bottom new thì nó sẽ có ở dòng 98 ấy. Chúng ta phẩy thêm một cái UL bottom new để chúng ta list style tie, list style none, set index 1 luôn, kệ nó. Để bỏ hai mấy cái chấm chấm ở đầu dòng đi. Gửi lên trên này một cái cũng được, chẳng sao. Được chưa? Rồi bây giờ nó sẽ hết mấy cái dấu chấm. Bây giờ đến cái độ rộng của các cái ảnh này đúng không? Chúng ta sẽ có kéo dưới cùng bottom new này, cách li mỗi thằng thì sẽ rộng là width bằng 49%, float left còn chiều dài mặt nữa. Display block luôn cũng được. Được chưa? Đấy, xong chưa? Thành hai cái ảnh. Có cần cách ra một tí không nhỉ? Cách ra một tẹo nhá. Cách hai thằng này ra một, cách nhau ra một tẹo. Để gì cho nó đỡ kinh. Chúng ta có margin right bằng khoảng 5 pixel. Margin right bằng 5 pixel thì nó tự động nó ụt nhau ra một tí. Đây. Đó, lùi nhau ra một tí. Rồi giờ sao nữa? Có cần nhét chữ không nhỉ? Cũng lại nhét chữ. Các bạn tự nhét vào đi. Tự nhét vào. Tự nhét vào thì bây giờ cái bớt cái li này chúng ta có thêm cái relative đúng không? Position bằng relative vào đây. Xong rồi sau đấy b nốt b ngược lại cái nội dung trước, b ngược lại cái nội dung của cái new title này quăng xuống dưới đấy. Đây tôi b tôi quăng xuống dưới luôn này. Đây cũng vậy, cái new title ấy. Xong phim, đúng chưa? Còn nếu chúng ta không muốn hiển thị cái này, không muốn hiển thị cái con mắt với lại cái số 8003 này thì chúng ta quăng nó đi luôn, bỏ nó đi, đó tự động nó sẽ mất. Ở trên cũng vậy, nếu các bạn muốn bỏ cái bên này đi thì các bạn cứ thế mà xóa thôi, xóa nó đi để xong. Cái này nó cứ hơi kiểu gì nhỉ? Nó hơi có cái đen đen, các bạn có nhìn thấy ở dưới không, ở dưới chân đấy nè. Hả? Đổ bóng. Bóng nào? Bóng bánh nào? Làm gì có bóng bánh gì ở đấy? Tôi coi nào. Bottom, bottom tăng lên tí. Bottom 4 pixel hoặc 3 pixel nhá các bạn, để bottom thêm cho tôi cái new title bottom 3 pixel. Thì tự động nó đẩy lên trên, nhìn cho nó sạch sạch một tí. Cái đây này, new title này, bottom bằng 3 pixel. Thì tự động nó lên trên. Đó, xong. Mình làm cũng đẹp phết đấy chị nhỉ.
không đến nỗi nào. Xong chưa? Để tôi đẩy code lên trên nhá. Và bây giờ bài tập cho các bạn sẽ như sau. Chúng ta có nhìn thấy cái phần ẩm thực này không? Đấy, làm phần ẩm thực này cho tôi. Position. Oh. Thấy những cái thứ mà nó lửng lơ, nó vô lý thì cứ nghĩ đến position đầu tiên cho tôi. Làm tôi cái phần ẩm thực này. Có thể đi ăn cắp của nó cái ảnh này về này. Đây là cái ảnh này. Cái này này. Thấy không? Nó là cái ảnh. Các bạn để ý này. Đây H3 đúng không? Các bạn nhìn background nó là cái URL là cái ảnh nhá. Để tôi copy cái ảnh này về cho các bạn coi. Các bạn thấy nó là cái ảnh không? Tôi zoom ảnh ra nhá. Đúng không? Nó là cái ảnh. Nên là đừng thắc mắc với tôi là làm cái đấy như nào. Xem đi, học người ta. Cái này làm dễ hơn mấy phần trên rồi.
cho bạn màn hình ấy, có thể khả năng là riêng nó sẽ thay đổi.
Cái đằng trên này là thẻ H3 này. Chỗ này là thẻ H3 này. Thẻ H3 sẽ có background đè lên trên cái background của cái thẻ này. Thẻ dưới. Cái này có rất nhiều cách làm, không phải chỉ có một cách đấy. Cái gì ở bên ngoài này thì là cái gì? Cái màu sượng hồng nhá. Border solid, đúng rồi. Cái thẻ này cả thế này. À được, cái này làm được. Cả cái vùng ẩn tượng này chỉ là một cái thẻ H3 thôi. Chỉ là một thẻ H3 thôi. Sau đó cái thẻ H3 này sẽ có một cái background bằng cái hình ảnh cái đường kẻ này, không nhỉ? Sau đó cái background đấy nó sẽ có là repeat x là cứ nhân ra cho hàng ngang. Được chưa? Xong rồi sau đó cái background này sẽ có cái thuộc tính là position để cách lùi ra ngoài. Xong chưa? Thế thôi, cách lùi cái nội dung của chữ ra ngoài. Đấy là cái làm rồi này. Đúng không?
không nhỉ? Làm xong được cái chữ ẩm thực chưa? Chưa luôn. Khó quá à? Có gì khó đâu, tôi chỉ cho rồi còn gì nữa. Ê nhá, tôi copy cái ảnh này về nhá. Biết lấy cái ảnh này rồi đúng không? Rồi, bây giờ lấy ảnh về này. Border category home. Cat get border. Rồi xong. Rồi. Ở dưới này nó sẽ là hết cái section nó hết cái section hot new rồi. Cho nên chúng ta đóng nó vào. Đóng cái hot new vào. Và đóng luôn cái bottom new vào. Hết rồi. Đây là đóng của bottom new này. Và chúng ta nhớ là phải comment lại ở trong cái mớ CSS này nhá. Lúc trước là chúng ta đã begin hot new này, đúng không? Bây giờ đến cái assign hết cái bước assign new này là đến end hot new. Và đây là chúng ta end luôn cái bottom new. Sau đó là bắt đầu ra cái get begin get list để begin ở get trừ list xong, và nếu mà thích thì end get list luôn, và chúng ta viết code CSS ở giữa chỗ này để phân biệt cho nó rõ ràng. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ có cái đấy chứ, thẻ section có class là get trừ list, xong chưa? Ở trong class này bây giờ chúng ta phân tích cái giao diện đã, xem nó cần có cái gì. Thứ nhất ở đây là một cái nếu mà nó là thẻ span thì ở ngoài này nó phải ra text chứ nhỉ? Không sao. Để coi xem nó sắp xếp kiểu gì nào. Đây là thẻ A, đúng là thẻ H3 đây này. Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái thẻ H3 ở đây. Trong thẻ H3 này có thẻ A. Trục thăng. Trong này có một thẻ, nếu mà thích thì cho thẻ span, không thì chúng ta để cái chữ ẩm thực vào đây luôn cũng được. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta code CSS, xong đến đây chưa? Get list trỏ đến thẻ H3 thì có gì? Background bằng URL của cái chấm chấm sược image sược get trừ border chấm png sao nhỉ? png ảnh các bạn lưu là gì thì các bạn viết vào đấy. Và chúng ta có repeat trừ x. Được chưa? Để chúng ta xem cái đã nhá. Có mỗi thuộc tính đấy thôi. Để xem đã. À chưa có text. Ủa? Sao không lên gì này trời? À đây đây đây, ẩm thực đây. Thế vậy thì do bị lỗi rồi. Lỗi ở trên này hot new chúng ta cần phải có clear fix trên này, không biết có được không. Rồi đây, ẩm thực đây. Sao lại to vật nhầy nhỉ? Thằng này, à, phải đưa thằng này vào trong container các bạn nhá. Xin lỗi các bạn. Đưa con này vào trong container. Đưa cái section get list ấy vào trong thẻ container nhá. Section đi ra. Section deep được xem sao. Rồi, đây có ẩm thực này. Được chưa? Nó đã có cái nền của nó bằng cái hình cái mũi cái mấy cái gạch gạch chúng ta rồi, mỗi tội nó ở trên đầu đúng không?
Xong chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ có cái background position bằng 5 pixel đi thử cái xem như nào. Bạn thấy gì? Nó ủn từ trên xuống. Đây, chúng ta có cái thẻ H3 này, các bạn nhìn thấy cái background 5 pixel phát là nó ủn từ trên đầu xuống đúng không? Nữa. Ủa, không được này. 5 pixel. Cách 5 pixel nữa. Xuống chân chưa? Xuống chân chưa? Xuống bằng nào nhỉ? Để tôi coi xem nó bằng nào. Nó ngang, nó gần sát chân của cái chữ ẩm thực thôi. Thế là chúng ta để nó ngang hàng rơi vào tầm khoảng 15 pixel. 15 pixel. Không 13. Chỉ khoảng 13 pixel thôi, xin lỗi các bạn. Còn ở trên này chúng ta để 0 cũng được. 0 pixel, 13 pixel. Để cho nó dí xuống chân đấy. Rồi tí nữa chúng ta chỉnh sửa sau. Sau đó ở cái gì à? Ở cái gì à đầu này chúng ta có cái border đúng không? Chúng ta sẽ có như sau này. Border trừ right à trừ left bằng 3 pixel cách solid cách màu hồng. Màu hồng là màu gì? Ông đi ăn cắp màu. Tôi đã mù màu thì chớ. Đây cái màu FF4D2D92. Ôi mình đoán chuẩn thế, 3 pixel luôn. Đấy, đúng màu hồng không? Xong padding vào. Padding trừ left bằng 5 pixel nữa. 10,10 pixel. 15 pixel. Padding left bằng 15 pixel vào. Có được không ta? Được chưa? Xong thì bây giờ copy cái này vứt vào trong cái file CSS của mình. Vứt vào đây. Padding. Chúng ta tạm thời comment cho tôi cái thằng padding nhé. Padding chúng ta có khi phải dùng ở chỗ sau. Padding. Chúng ta có để lại tôi cái thằng padding đã. Được chưa? Xong. Bây giờ trong cái thẻ A này chúng ta đúng là phải nhét vào đây một cái thẻ span thật. Span chữ ẩm thực. Bây giờ các bạn coi nhá. Chữ span ẩm thực này chúng ta sẽ có display bằng inline block này, sẽ có cái width bằng 80 pixel. Khoảng 100 đến 110 pixel gì đấy, 110 pixel. À đủ. Sau đó background bằng màu trắng. Mất chưa? Padding trừ left bằng 15 pixel. Đẩy vào trong chưa? Thì cái này chúng ta giảm xuống khoảng một ít nữa. Thôi cứ để 110 vậy. Xong chưa? Đấy, có thế thôi. Thì chúng ta copy cái này.
đưa vào trong cái CSS cho vị trí là get list, get trừ list đến h3 đến a đến span, biết rồi đấy. Và get list, riêng cái thằng get list này nó sẽ có là margin top bằng 20 pixel. Xong chưa? Wow. Đó, nó không cách được ta. Ôi giời ơi. Các bạn thêm cho tôi vào trong các cái thẻ, thẻ hot new, thẻ bottom new, mỗi cái thêm cho tôi một cái clear fix. Để cho nó loại bỏ tác động của những cái thằng float ở trong, ở phía trong của nó đi. Thì chúng ta mới có padding margin top bằng bao nhiêu đấy được, bao nhiêu 20 pixel đấy được. Và bây giờ chúng ta thêm cho tôi một cái CSS nữa là take transform bằng uppercase để cho text nó chuyển sang chữ hoa. Cái đám còn lại có làm được không? Đám còn lại nên mà không làm được. Đấy. Sao lắm thằng về đấy. Về việc gì? Hả? Xuống phòng đào tạo xin được nghỉ thì nghỉ. Không thì thôi. Thầy định đang ngồi đấy. Đi xuống đi. Đằng nào phải trả máy. Không thôi. Đi xuống đấy. Không có cho nghỉ thì nghỉ. Không thì sẽ absent. Nghỉ buổi coi như là nghỉ cả buổi hôm nay. Nghỉ giờ về xem chung kết thế giới. Ai biết được tôi đoán thế. Sao? Phần còn lại có làm được không? Phần đấy thì dễ hơn cái phần vừa rồi tỷ lần. Bởi chúng ta gần như là biết hết các thuộc tính ở trong đấy rồi.
Sao rồi? Lâu thế. Xong được cái hình nào chưa? Nó khác gì cái menu đâu. Thì cái này nó mới được vào máy chữ. Thế là công làm gì? Hả? Đâu chúng ta không xuống. Chỉ có ăn thỏ thôi, chẳng có rau bẻ đâu. Do vấn đề sai chính tả cho nên thứ hai buổi sau chúng ta sẽ lại test lỗi tiếp. Tiếp sai chính tả quá nhiều ấy. Nên do chúng ta thấy ai gặp ai đâu có ai thì mình sai chính tả. Vâng anh nhé, lúc này được ở lớp. Thứ hai buổi sau lại gõ tiếp. Và tôi nhận bài nộp phạt cũng vào ngày thứ hai tuần sau. Chép còn gì nữa à? Chép chưa? Nộp chưa? Nộp. Cứ nộp cho bên anh cái tổng hợp lại rồi được tốt.
Thứ hai chúng ta test tiếp cho nó vui. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì với cái trò đấy cả. Không, có phí. Có chính tả chắc là cho câu 10 chữ câu, có ngồi viết nửa tiếng mất. Nếu lần này vẫn còn tệ quá thì tôi sẽ thực hiện đúng như lời tôi nói, vừa chép phạt vừa dịch. Easy hả? À, thằng này hôm trước có được 40 mấy từ đúng không? 45 từ gì? Đó, còn những cái thằng giỏi cũng có hình phạt. Sao lâu thế, xong chưa? Có mỗi mấy cái thẻ rồi. Qua lâu. Cho các bạn đến 3:40. Xong rồi tôi sẽ chữa. Cái này có quá nhiều, chẳng có gì khó đây.
Xoay xong chưa? Lột thế. Như này thì chết đi nhá. Này không đi làm được đâu. Này há mồm ngay. Nào, chúng ta chữa nào. Đây chúng ta có cái phần ẩm thực xong rồi đúng không? Bây giờ vẫn trong cái section đấy, chúng ta sẽ có một cái phần deep. Deep là kết. Chúng ta sẽ có cái là các cái thẻ deep class là kết trừ unit. Kết trừ unit. Xong chưa? Các anh cứ nhét vào đây cho tôi, kết unit. Xong chưa? Bây giờ mình có kết unit như nào? Kết unit này sẽ có class là float left. Được chưa? Float left width bằng 24%. 24% border trừ right bằng 1 pixel. Solid màu đen. Min 2 bằng 200 pixel. Cứ nhét ở đây thế đã. Xong. Được chưa? Làm cái gì cũng phải xác định cái vùng của nó đã, xong rồi tính gì thì tính tiếp. Được chưa? Đây, nó một cái vạch này đúng không? Giờ chúng ta cần 4 cái như vậy. Thì chúng ta ra ngoài này, chúng ta đắp ticket lên. Thêm cho tôi 3 cái nữa. Chúng ta sẽ có 4 cái vạch ở đây. Tí nữa chúng ta sẽ margin nó ra để cho nó cái vạch cuối cùng nó lùi ra một chút nữa là xong. Sau đó các bạn đi copy cho tôi vài cái ảnh này về. Chung kết. Kết trừ img trừ 1. Kết trừ img trừ 2. Kết trừ img trừ 3. Kết trừ img trừ 4. Xong. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là nhét 4 cái ảnh vào đây. Chúng ta lại có thẻ gì? Thẻ A. Có href bằng thăng. Sau đó nhét một cái img vào thì nó sẽ bằng public sược image sược kết trừ img 1. Img trừ 1. Đây, cảm ơn bạn. Chấm gpg. Copy cái này. Pet xuống. Pet xuống. Và pet xuống. Đây là 4. 3. 2. Xong chưa? Rồi, bây giờ mình coi đã. Đủ chưa? Nó rộng đúng bằng cái đấy đúng không? Và chúng ta ngó xem là cái thẻ A của chúng ta nó có bao hết cái ảnh không đã. Đây cái thẻ A của chúng ta có một mẫu này. Thì cái thẻ A này của chúng ta phải có thêm display bằng block nữa đúng không? Thì nó mới là bao hết cái ảnh. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Kết unit. Mũi tên đến lớn hơn A. Display bằng block. Display bằng block để cho nó bao hết cái ảnh đi. Bây giờ để cho chúng nó cách nhau ra một tí thì chúng ta có gì?
Get in it này muốn cách nhau ra một tí thì có gì? Có margin to right bằng 3 pixel. Ủa nhầm. Margin to right 3 pixel. Nữa không? Khoảng 7 pixel gì đấy. 6 pixel. 6 đến 7 pixel, cái đấy thì tùy chúng ta. 6 pixel thôi. Khoảng đây nha. Ở trong cái kết unit này chúng ta sẽ bỏ cái border solid và thêm vào đây là margin. Margin right bằng 7 pixel. Margin right bằng 7 pixel. Thì chúng ta sẽ có khoảng cách giữa các cái thẻ. Và cái kết unit này chúng ta sẽ có margin top. À quên, cái thẻ H3 ở dưới này này. Cái thẻ H3 chữ ẩm thực ấy. Chúng ta sẽ có cái margin trừ bottom bằng 10 pixel để đẩy nó xuống. Được chưa? Để nó phân tách hẳn ra. Thì ở đây chúng ta update như sau. Chúng ta update như sau. Kết unit thì giữ như nguyên như này này. Còn cái thẻ H3 kết list H3 này chúng ta có cái margin trừ bottom bằng 10 pixel. Chúng ta set luôn lại cái color cho cái thẻ thẻ span nằm trong. Đây thẻ span này, này. Color bằng màu hồng luôn. Bằng cái màu này luôn này. Đó, xong. Bây giờ chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Được chưa? Bây giờ tôi làm cái ảnh nhá. À tôi làm cái trái tim nhá. Rồi, bây giờ chúng ta có cái trái tim thì như sau. Ở trong mỗi cái thẻ, ví dụ tôi làm cái thẻ này trước nhá. Ở đây, chúng ta lại có một thẻ, để coi nào, xem nó là cái thẻ gì. À rồi. Chúng ta có một thẻ P. Trong thẻ P này có một thẻ A. Trong thẻ P này có một thẻ A, href bằng thăng. Ở trong thẻ A này chúng ta có một cái hình cái thẻ Y. Có class bằng FA. Cách fa trừ host không có ô. Cái thẻ A này chúng ta sẽ cho nó một cái từ bình tĩnh. Tôi hơi nhầm. Bỏ thẻ P đi nhá. Tôi hơi nhầm một tí. Chúng ta sẽ viết hai cái thẻ A. Thẻ A img không ai động đến nó nhá. Bây giờ chúng ta viết thẻ A khác. Thì cái kết unit này chúng ta sẽ thêm cho nó một cái class, thêm cho nó một cái thuộc tính là position và relative nữa cho cái thẻ kết unit này. Còn cái thẻ A này chúng ta có cái host đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái class cho thẻ này. Class cho thẻ này là fly trừ host. Được chưa? Bây giờ chúng ta viết CSS này. Xong đến đây chưa? Đấy, viết đi. Tôi chào các bạn. Có cần xem lại CSS không? Thì đợi.
Xong chưa? Tiếp tục nha. Cái get unit này chúng ta phải nhét vào đây cho nó một cái thuộc tính là position bằng relative. Sau đó get unit trỏ đến fly hurt thì sẽ có position bằng absolute. Xong chưa? Xong chưa? Check. Đây hình trái tim nhỏ nhỏ đây. Rồi bây giờ chúng ta hover vào cái fly hurt đấy. Cái thẻ A có fly hurt đấy. Chúng ta thêm cho nó top bằng 5 pixel. Left à right chứ, right bằng 5 pixel nữa. Đẩy sang đúng vị trí chưa? Rồi tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái width. Width cho nó bằng 20 pixel. Đủ không nhỉ? 20 hơi bé. 40 pixel. 2 cũng bằng 40 pixel. Cho thành hình vuông đi. Background. Background bằng RGBA 68.66.68.0.6. Đúng chưa? Nó mờ mờ đúng không? Tiếp theo, take a line center. Đúng chưa? Take a line center. Line 2 bằng 40 pixel cho nó căn vào giữa. Đấy chứ nhỉ? Cho nó căn cái chữ vào giữa. Sau đó chúng ta sẽ có cái color bằng màu trắng. FFF sang màu trắng nhá. Font size 20 pixel. 30 pixel đi. Tiếp tục. Border trừ radius bằng 50%. Hơi lệch. Bây giờ chúng ta phải tăng cái này lên, width tăng lên. 50 này. 2 cũng bằng 50 này. Line 2 cũng phải bằng 50 này. 51 cũng đi. Thấy chưa? Cái này tôi sẽ để xuống còn 49%. Tôi cứ cảm thấy nó hơi méo méo gì ấy. Hay là do ảnh nó thế. Nó để 47% nhá. Đấy, ướm nó vào, có vậy thôi. Copy. Giờ đến chuyên mục copy, làm xong rồi đến chuyên mục copy và paste nó vào trong kia. Đây. Sau đó khi cái fly hurt này hover thì sao? Thì color của nó sẽ chuyển thành cái màu hồng hồng lúc nãy. Đây là cái hồng hồng này. Color chuyển thành màu hồng này. Và background color chuyển thành màu trắng. Đây.
đúng không nhỉ? Trông có giống không? Chỉ là background chuyển thành màu hồng thôi. Tôi cứ thấy hình này của tôi nó không tròn. Tròn chưa? Thôi để 49 đi. Thôi cứ cho là nó tròn đi. Đây, CS đây. Bài về nhà của các bạn sẽ là nốt đấy. Nốt chỗ nào? Nốt mấy cái ở dưới ấy hả? Không có chuyện đấy đâu. Nốt cái này này. Nốt hết phần này là 1 này. Handmade là 2 này. Giống ECPC đúng không? Gia đình Việt là 3 này. Cái ảnh này bỏ đi nhá. Và chúng ta thay một cột nó như này. 3 cột. À đâu? 2 cột như này. Và còn một cột còn lại thì để như này. Nhất à? Thế nào? Đây nhá. Tắt cổ cái này. Đây nhá. Chúng ta di chuyển cái này sang bên này này. Di chuyển cái này sang bên này. Bê một cái cột này xuống đây. Bê một cái giống như này, trông giống như này. Xuống dưới. Kệ nó xấu cũng được. Đằng nào nó cũng xấu mà. Được chưa? Cốt tôi đẩy lên mà xem lại quá gì. Ghi vào nhá Vân Anh nhá. Chúng ta sẽ phải làm ẩm thực handmade và gia đình Việt. Hoặc là nếu bạn nào đột phá có cách nào hiển thị cái phần gia đình Việt này đẹp hơn thì càng tốt. Đấy, càng tốt. Cốt được lên trên rồi đấy nhá. Cốt lên trên hết rồi đấy.